Hôm nay thì mình tiếp tục với lại phần đệm hát trên piano của bài Cơm Mơ Băng Giá như mình đã hứa với một bạn trên YouTube. Và đây là điệp khúc. Ok. Thì từ điệp phần đầu là ở mình đang ở mi thứ. Mình sẽ chuyển sang đô trưởng ở điệp khúc. Ok. Thì phần điệp khúc chúng ta sẽ đi hòa âm là gồm câu số 1 đó là đô trưởng. Ok. Các bạn thấy vị trí của đô trưởng, tay trái là đô, sol, đô. Tay phải chúng ta đánh vị trí đảo số 1 của âm đô trưởng, đó là mi, sol, đô. Câu nhạc số 2 chúng ta đi vào, đó là sol trưởng, sol, re, sol là trên tay trái. Trên tay phải chúng ta đánh vị trí đảo số 1 của sol trưởng, đó là si, re, sol. Hợp âm thứ ba đó là hợp âm mi thứ. Chúng ta đã gặp trong cái phần lời thạc là lời số 1 rồi. Bây giờ chúng ta đánh tiếp tục hợp âm mi thứ. Ok. Và để dễ hát thì mình sẽ đi vị trí đảo thứ hai của hợp âm mi thứ. Tay trái vẫn như bình thường, đó là mi, si, mi. Còn tay phải chúng ta đã đánh vào si, mi, son. Tiếp đó là chúng ta đánh vào hợp âm là thứ và trên tay phải là vị trí đảo số 2 của vị trí đảo sorry vị trí đảo số 1 của âm là thứ tay trái vẫn như bình thường chúng ta đánh là mi lá và tay phải chúng ta vào đồ mi lá tiếp đó chúng ta đánh vị hợp âm re trưởng và để cho hệ hát thì re trưởng trên tay phải chúng ta đánh vị trí đảo số 2 còn bên tay trái vẫn như bình thường rê là rê bên tay phải vị trí đảo số 2 của hợp âm rê trưởng nó là rê pha thăng đến đây để trước khi mình vào hợp âm chủ âm tức là từ hợp âm rê là hợp âm bậc năm của hợp âm son trưởng để trở về son trưởng mình sẽ sử dụng một số nốt bắt cầu. Mình sẽ đi là mình đi quãng 8 của rê mi pha thăng và tiếp theo là son ok các bạn quan sát nếu như các bạn thấy hơi nhanh các bạn có thể tua lại hoặc các bạn sẽ play cái video clip này với một cái tốc độ phân nửa hoặc là 0.25 bây giờ bạn đã sẽ hát và mình sẽ đợi trọn phần này để các bạn quan sát. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Ok, chúng ta có thể biến tấu thêm chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ để microphone cho bạn Đạt để giọng hát được tông rõ hơn. Ok. Đây, anh Đạt sẽ vào hát chúng ta sẽ chuyển từ mi mi thứ. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh. Bờ môi còn khao khát chờ. Ok, chúng ta sẽ làm lần cuối để các bạn quan sát nhé. Chúng ta từ mi thứ qua. Dù là cơn mưa băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh. Bờ môi còn khao khát chờ. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bản nhạc Cơm Mơ Băng Giá phần điệp khúc. Mình sẽ hy vọng gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Ok, chào các bạn.